dương bất rập bao hợp lại than suối rồi rập bao than suối cứ trong ao dương ở cái ruộng nước nông anh ấy chặt than suối là được cạn đấy nâng anh ấy chặt than suối là được cạn suối. Therefore, God's dream should be my dream. Đúng chứ này, sự bận rập bao phèn rồi cả bao lại than suối cứ cuốn tới là bên sự bận này. My dream should be God's dream as well. Sự bận rập bao trong cuốn đây chỉ sự bận rập bao ở bao lại than suối. You need to respect your dream. You need to find out your dream. Which part really can I really make happiness for God and for the sake of others? That's why God is walking through each one of human beings' dream. You know, my first son, my daughter, she loved to teach. Got to chất bằng riêng. And I need to help her. Chăm trở để chui là có. Her major. Chủng nghiên bằng có. My boy, first boy. Got first boy bằng nhau. He loves computer. Got to chất computer. Computer program. Và cảm thấy computer. And then I need to help him. Chăm trở để chui là có. Ask him to become the expert. Trở để chui con ở khả năng chiến đấu chủng nghiên. And my third son. Có different major. Mà miền chúng nên say I need to help them. Trong thì chui được qua. Through their major. Tạm biệt chúng nên. Through their dream. Tạm biệt sự bất ngờ. Let them meet God. Cho ơi phụng con chúc cho môi năng ở phụng này thằng xuống. Aju. That's why do not compare or someone have better than my job, someone is lower than my job. No need to compare. Sai hết đi cho công việc thiêm thà khi ông an chiêu rồi có dạng đốt rồi đốt công việc thiêm mà sao? You need to focus on what can you what can you focus? Chúng ta cần tập đau từ đầu với là đẹp anh đau bạn. You can when you focus on your major. Là bây giờ đẹp đau từ đầu. Like without sleeping, without resting, without anything, that much you love it. Và đến bây giờ đẹp bất cứ sự anh chủ nên con đẹp đau bằng kem đau bằng sự rang. Then finally you reach to the summit. Trong mình chốc đẹp là sự rành bán. That's the way to meet heaven. Con xoay rộng lên chắc không phải sai ở chỗ. Why my parents portion of responsibility? Ta vậy đây chỉ chắc không ở chia tổng nốt không trời bỏ phục này. You need to teach clearly the purpose of life. Chắc trời đã tổng riêng ở chỗ bằng việc cung. You need to plan the vision. Trời đã bật tốt nơi chắc không phải sai. And they will focus on their life. Mà tổng nốt một kia đừng chốc chết tốc đại chốc mô. Chỉ vất vào hôn kỳ. Aju. Aju. Very important. Why people are complaining? Nó đang cố mong ngóng lên chỉ bất chấp bằng lòng bỏ ok. Oh him. Là him. Came from bottom but. Mà mong bị bắt bỏ mà. Whenever I see him, I'm so much admire. Là tâm bây giờ trong khi con cứ bất chia cao sợ sai rằng là. He really unite with the special envoy. Đang cứ rút rung chàng khăn chìa môi special envoy. And really tirelessly focus on contribution. Cứ tao tận lưu. This guy really find out God's vision. Bất chợt rồi khơi nơi chắc không sai mà. Nobody disturb him. Cứ bật biết nó nằm đẹp. Because he find out God's vision. Thì bất xoay rồi nơi chắc không sai mà không ai làm xuống. Am I true? Thật đấy. Young people try to join YLT. Mà hát với bạn chỉ chung với chung chỉ trang chung cùng YLT. Through joining YLT. Through joining YLT. Tạm thời gian cho luôn YLT. Mà hết đi. That's just only training. Cứ mình mang con tay mà tốt mình mang đi. Find out the purpose of their life. Ok, xoay rộng lên cô một ngon chỉ là find out their vision. Xoay rộng lên chắc không sai là bảo. What to do from now on? Ta quay để trang trơn mình. How to live from now on? Ta ruột nơi biết ngàn mình. What to do for the sake of the world? Ta ruột nơi chứ phải. What to do for the sake of the my purpose? Ta sống rộng chứ phải cho đến cô một ngon. That's why we need to show very clear vision and dream to our young people. Trang trơn bằng hai nhóm pi số bận nằm chắc không sai ở chín ba chúng tôi dùng một chuẩn. Yes or no? Yes. Our dream. Hết thâu lo cho bố cứ bố con bằng miếng đất số bận. Someone who hay hơn, someone always has a successful life. What is the main reason? Chẳng nè là miếng đất chung chơi được trong chín vật. Hết là bánh bánh chân bố kê miếng đất chung chơi được trong chín vật. Thu dù là successful. Nè là bạn là tôi chung chơi. Always have very clear dream. Cứ tay là miếng đất sống bận ở cho bà rồi. Do you want to fail? Ta nè ta mặc khi chọc bà ra chơi đi. If you don't have a dream, rồi sân bà bằng biết sân bắn. Then is already
prediction បាទនោះគឺជាការព្យាករណ៍ដូចប្រជាប្រកបណាស់និងប្រជា But you have a dream ប៉ុន្តែអ្នកមានសម្បត្តិ Even though there are many challenges and difficulties ទោះបីជាមានការប្រឈមនិងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណា Overcome can be successful ចុះមកចុះអ្នកអាចពុះពៀបាននិងអាចសម្រេចបាន So if you want to live a rich life for 1 year grow rice and if you want to live a rich life throughout your life have a dream បាទប្រសិនបើអ្នកចង់រស់